Hello mọi người đã đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người ngày 8 được game cái gì. Mình sẽ bắt đầu với Poppy Playtime Chapter 2. Ok. Ok, yes. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Right. Okay. Blue J heart spine.
my mortgage. Okay, thank you. Everyone too. Okay, chung lên. Đến với Grab Zoom. Ra đường luôn, quay trở lại ra đường. Thank you.
Ui. Ui. Ok. Tối nhá. Chỉ sáng lên. Ok, không có gì. Mình sẽ sang phòng khác thôi. Du rồi. Ok, mình sẽ tìm hết tất cả các phòng học nha. Kỹ nhé. Ui. Ui nào. Ok, next game. Điệp hạo ảnh. Start đi. Skip đi. Wow. Okay.
Wow. Zero. Wow. Wow. Okay. Okay.
Ok, mình sẽ chụp phát thôi. Mình sẽ chọn điểm. Ok, lấy kìa. Giờ tuyển. Yes. Ui. With Kai. Thuốc.
Ui. Ui đợt. Ui. Wow. Bị ấu giật màn hình này. Ok, next game. Slenderina Forest. Rừng này. Còn đây có căn nhà. Mấy cái chìa khóa. Ôi nào. Ok, next game, victory. Okay. Hey, what are you doing out of your cage? Thank you.
Ok, next game, Hollow Meme. Okay.